em ơi, đây thôi, khe này thôi, đang khe này. Cho bảo cho anh đơn. Đấy, ơn tuổi. Lớn như Phật. Đây công ơi, bạn phải cho anh đây cái khe này thôi. Hello. Hello. Hello cả nhà yêu. Chào Huy Trần nhá. Chào nhà nhá. Chúc cả nhà buổi trưa an lành hạnh phúc nhá. Này à, anh em bắt đầu à ô cả để à, nhậu đây. Em chào à, cả nhà nhá. Chúc cả nhà một buổi trưa vui vẻ hạnh phúc nhá. Đây hôm nay thì là đoàn nhà đi chơi thì có những người trong đội nhóm lính thủ đô, những người yêu sắc lính, anh chị em những người yêu sắc lính của thủ đô. Có. Đây là đồng hồ rắc bạc. Anh đọc bạn. Đây là mời cả nhà ăn trưa với anh em nhà chúng tôi em nhá. Mời cả nhà đầu độc này. Đây là hôm nay đi chúa thác bờ. Đây là chúa thác bờ đây. Hòa Bình đây. Ô em ơi xuống đi. Hải ơi, ngồi lên đầu đi. Em Hải lên đây đi. Sáu người mâm mà Hải. Hải ơi. Hải. Hải. À Đạt. Đạt. Đạt ơi. Đạt. Em ngồi đây đi, sáu người mâm. Sáu người mâm em ngồi đi. Đấy, một ngôi đấy đi, 6 người mâm mà. Đấy, đây là tất cả anh em, chị em mời cả nhà dùng trưa. Anh Lân ơi. Anh Lân ơi, xong là tị nữa cả nhà lâng chén hô nhá. Cả nhà mời tất cả anh em bạn bè ăn trưa. Đây là cả nhà đang bắt đầu ngồi trên đồng hồ. Anh em ngồi ăn trưa. Từ từ ạ. Cả nhà ơi chưa đủ rượu đi ạ. Chào cả nhà nhá. Chào Trịnh Thu Hà nhá. Hôm nay thì nó cũng là đang ấy thì em không trả lời hết được những người từng người một thì cảm ơn cả nhà đã vào theo dõi Facebook của Ngọc Lì nhá. Cả nhà ơi có chưa?
Cho em gái xin nửa ly ạ. Cho em gái xin nửa ly. Em luôn à? Các anh chị ơi, hai ba bao nhiêu? À, em chúc cả nhà một bữa trưa vui vẻ ngon miệng nhá. Cả nhà ăn đi. Chào My Vũ nha, chào chị nhà, đông vui quá chị gái ơi, chúc cảm ơn chị Thu Hà nhá. Đấy, cả nhà ta đây, cả ta đang nhậu vào mâm đây. Đấy. Chị ơi, ăn cháu ơi, quay tí ăn. Bao nhiêu? Em gái ơi. À, em gái đây. Đi em đây. Đồ đi. Ok anh. Chúc sức khỏe em nhá. Rồi em cảm ơn anh ạ. Chúc anh sức khỏe. Dạ. Dạ. Em gửi anh cái ly ạ. Bên này thôi. Chứng tỏ là hôm nay anh em bạn bè Facebook của họ của em người ta hâm mộ đoàn nhà mình quá. Nhiều người vào comment quá. Lên đi. Lên đi cho nó mát nào. Anh em ơi. Cậu cho mấy cái thìa. Anh em mình vẫn tiền nhá. Vâng. 1 2 3. Go. 2 3. Go. Bao nhiêu? Cảm ơn cả nhà. Chào Thành Đen nhá, chào Đỗ Học, chào Hoàng Anh, chào Huyền Bùi, chào Nguyễn Đức. Đấy, cứ ngồi đi. Đấy, cả nhà đang đi du lịch lòng hồ đây. À, anh tổ bọn chị anh em tổ chức đi du lịch lòng hồ thôi Thịnh ạ. À. Đây, tất cả anh em rồi lính đây. Nhóm lính thủ đô. Nhờ mà những người yêu sắc lính thủ đô Thịnh ạ. À. Chị chào cậu nhá, chúc cậu một buổi trưa an lành hạnh phúc nhá. Chờ em đi, cho em cứ ăn đi.
Em chỉ làm khoảng 10 phút thôi mà, anh ra đi. Chị gái đây, Thịnh ơi chị đây. Em khỏe không? Rồi, chị đây, chị đang đi hôm nay đi du lịch lòng hồ của Hòa Bình. Tính cảm đấy nó đi xuống. Rồi ok, em làm 10 phút rồi xong này em ăn mà anh. Anh em ở nhà cứ giữ riêng nhá. Tí nữa, vợ ngồi đâu đấy? Anh ơi, tí em ngồi đâu? Đấy nhá. Ok, để em đi đường. Mát quá. Anh đi gặp tí ơi. Vâng, chờ em một tí đã rồi em chờ em ngồi. Chị cảm ơn Thịnh Hà Tĩnh nhá. Rồi, chị cảm ơn em. Chào Nguyễn Đình Kiên nhá. Chào Nguyễn Đình Kiên. Lái xe nó nhìn hao hao giống Lê Tấn kìa. Lúc đeo cái đội mũ đeo kính chứ. Giống lắm. Chào chị Thanh Thanh nhá. Chào à. Cảm ơn cả nhà. Rồi. Em đi lấy bát ạ. Không ngồi quay người thế được. Em ngồi thế này rồi ok. Không, chồng ngồi đấy. Anh Long đâu được mà, vẫn đủ mà. Anh Long đủ mà, chồng ngồi đấy. Chồng ngồi đấy đi, đừng ngồi quay kiểu đấy. Vô duyên. Ngồi quay thì vô duyên. Em đây, em đây, em đây. Đấy, nhường chỗ cho tiền mời. Anh ngồi quanh chân đàng hoàng ngồi thấy khổ quá. Đàng hoàng lên tí đi. Chén tôi đấy. Lòng đèn lòng nghiếc. Đàng hoàng uống cái là bắt được rồi. Uống lại đi. Uống trước là bắt được. Mà sáng nay là mắng con nước hơi nhiều, uống lịch sự đi. Sái sầm. 2 3 4. Anh đây nghe ai ơi. Đi ơi. Bắt dưa nếp, dưa nếp. Dưa nếp này.
Anh ơi, uống rượu đẹp thơm lắm. Cái bát rượu này nó bị thủng. Em ơi, làm rượu đẹp thơm lắm. Chém anh đâu? Mời em. Anh thơm thơm. Rượu đẹp 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 thơm. Tớ bông biển các bạn ơi. Đây tớ đang hàng bán kiện đấy. Chỗ này. Chỗ này anh ngồi à?
Ờ. Rồi cứ đi ra đi. Ui quả vui lắm chị công tử ạ. Dừng được chưa? Dừng được chưa? Được thế thôi. Ừ. Mình ăn như thế thôi tận đấy. Em đi ăn đi em. Em vào một chỗ của em. Em để quay chỗ em, mình em. Đi vào đấy có được không? Bảo tiện nó ngồi trên trang một tí xong rồi tung ngồi trên trang rồi. Rồi rồi rồi. Tại sao thế này? Học nghề thế ông trời ông ban cho sức khỏe sướng. Thôi ôi vui thế ôi. Du lịch lòng hồ Thác Bà. Nó hôm qua còn nóng hơn đây. Hôm qua nóng hơn này nhiều. Hôm qua hơn 4 độ nữa. Ngọc Lý xin phép dừng cuộc trực tiếp ở đây. Chúc cả nhà một buổi trưa ngày thứ 7 an lành hạnh phúc. Bye bye cả nhà. Đề nghị anh lần sau không được quăng quả thối vào trong nhóm nhá. Chứ thế bảo mưa.